Oh, we can't take you anywhere. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm cái chiêu ép với lại cái tip mà nu này nha. Trước hết thì mình đo móng nè, đo móng lên nè, cho coi nó ngay nhau ha. Mình đo móng trước. Nhìn cho nó nè, cho nó bằng, cho nó vừa hết luôn nha. Rồi, hai cái móng cùng xoay. Hai móng cùng xoay. Giữa này chắc to hơn tí. Xoay lớn một chút. I think the length. Good. The color good. I like it. Yeah. Rồi, hai móng này cùng một size, cái móng này nhỏ hơn một size. Mình đo trước khi đau do đó rồi mình bắt đầu mình làm nha. Đó, coi hai bên nè, vừa ha. Mình size hết. Rồi, tới cái móng nhỏ. Ok luôn. Rồi, cái này mình làm xong mình không cần phải... phải sơn mà nu hay màu gì hết, nó có sẵn rồi. Mình đo xong rồi thì mình sẽ mình sẽ mài ở dưới nha. Mình sẽ mài ở dưới cho nó nhám. Đi theo size hết rồi, để sẵn đi mọi người. Khi mình làm cái thiết, móng thiết này mình không cần phải sơn lại khi mà khách dùng để design á. Chị nào mà không biết làm full set á thì cũng có thể làm được cái móng dài như vậy. Xoay đen. Hơi tay. Rồi mình sẽ bỏ bon lên nha. Mình sẽ bỏ bon trước. Rồi tới creamer. Creamer ha. Làm cái này vừa nhanh vừa dễ nữa nha mọi người. Rồi tới mình sẽ bỏ cái
base, phần base. Rồi, cho vô hơi đèn 1 phút nha mọi người. Mình hơi đèn 1 phút ha. Hello anh Tâm. Hôm nay tập làm GX nè Tâm. Cho mấy chị nào mà chưa có biết cách làm thì coi nha. Bỏ một lớp phần bay này lên. Cái này trong cái bộ cái kit của JS luôn nha mọi người. Đó. Rồi có sẵn mắm này, theo thứ tự nè. Cái nè. Mình sẽ dùng mình đổi nha, đổi tay mình sẽ dùng cái đèn này nè, cái đèn này thì có cảm ứng nè, mở lên khi mà mình muốn đụng cho nó sáng thì nó sáng, đụng vô thì nó tối. Nặng cái chiếc cái này vô trong cái một chút thôi nha, không có nặng nhiều thì cũng là nhiều lắm rồi đó. Ấn xuống nha. Rồi, hơi vô trong đèn. Đó, đụng vô nè. Rồi nó sẽ đỏ. Đó, trong vòng khoảng 10 giây thôi. Đó đã. Rồi, tới món thứ hai. Tí thôi, hồi nãy mình lấy hơi nhiều á. Cái loại này là cái nó hơi đặc á. Dạng này là dạng đặc của mọi người. Đấy, cho nó đều xuống. Rồi, vô đèn treo. Đó. Cái đèn này nó mau nóng á. Đó. Đó. Nice. Yeah. Rồi, cái món thứ ba cũng vậy thôi. Cái này cảm ứng khi mà mình đụng vô thì nó đỏ, mình đụng vô thì nó tắt nha. Đó. Nặng một chút thôi nha. Còn nhiều cái đèn đó là mình phải bấm. Nó có màu sẵn thì khỏe lắm nha mọi người. Cái này nó có màu sẵn thì chỉ nặng bỏ vô. Khi nào mình cần nó khi nào mình cần mình hả cho nó đỏ. Đó, lúc nào cần đỏ là đỏ.
mình chỉ cần đụng vô thì nó đỏ. Nó ngay đâu vô đó luôn á. Rồi không cần phải sơn mì lên hết. Hello anh Thành, em làm bên anh có làm GX không? Em đang làm GX nè. Rồi giờ mình bỏ vô trong đèn ha, bỏ vô trong đèn mình hơ tiếp, tắt đi. Cái đèn này á, nó tiện lắm, nó cảm ứng lắm. Trong cái chị làm GX á, nó rất là tiện luôn á. Cho mấy chị nào làm chiếu ít á, tiện lắm nha. Khi mà mình đè cho nó ăn hết xuống rồi á, thì mình mới đụng vô cái đèn nè, đó, cho nó đỏ lên. Tiếp màu này khi làm xong thì không cần phải phải sơn trở lại. Đè xuống. Cái tiếp này khi mình bỏ lên nó cũng dính rồi nha. The color is nice. Very nice. I like it a lot. Yeah. And yeah, they're so light. And so they feel so much thinner. Yeah. Let's see this one. Yeah, this one looks pretty good too. You not feel anything on? No, so light. Là bữa lâu lắm bữa nay cảnh sát tới. Sao vậy hả? Ah, cảnh sát tới bữa giờ rồi. Just feels like my real nail. Yeah. It's so light. Cái này mình nhả ra thì nó cũng không có bị dạng như là bị rớt ra đó. Sao có chân lên vỏ đi đó không? Nó đi trễ nè. Đó anh chị. Tại vì con đang cần. Không làm gì nè. Rất nóng lên nè. Dạ. Bên đây lên đèn mới luôn. Đèn này nó dễ hơn. Nó có cảm ứng. Đèn mới đèn. Cái đèn kia phải bấm. Nhưng đụng vô thì nó tắt. Thế nào mình cần đụng thì mình cần ấy thì mình đụng vô cho nó. Cái loại này cái món mà okay.
Đó, vậy là let's see this one. It's just because the finger is so crooked. Just the middle finger. Yeah. So, I need to take off. So. I'm going around. Wrong. Okay, yeah. It's great. Looks so nice. Rồi, có màu sẫm như vậy rồi nha mọi người. Giờ mình vuốt xếp sơ là được rồi. Thôi. Ok, bye bye nha.